Chào mừng anh em đã quay trở lại với Phương Rành Review. Naraka đã chính thức phát hành phiên bản miễn phí. Đây sẽ là thời điểm thích hợp để bạn trải nghiệm siêu phẩm game nhập vai này. Điểm đặc biệt của Naraka là có hệ thống đấu kiếm cực kỳ phong phú. Vậy cấu hình như thế nào để có thể chơi được game này một cách mượt mà và ổn định nhất? Hãy cùng mình trải nghiệm trong video này nhé. Để chơi được game, bạn cần một cấu hình của năm 2015 với con chip Intel Core i5 thế hệ thứ 4 hoặc AMD FX 6300 cùng với một card đồ họa Nvidia GTX 750 Ti là cấu hình tối thiểu để bạn có thể bắt đầu cuộc hành trình trong thế giới Naraka. Nhưng muốn chơi game một cách mượt mà thì cấu hình mà nhà phát triển yêu cầu là một bộ máy cấu hình khủng long của năm 2021 với giá khoảng 25 triệu là con chip Intel Core i7 thế hệ thứ 7 cùng với card Nvidia GTX 1060 6GB. Ở thời điểm hiện tại, các bạn chỉ cần vỏn vẹn 12 triệu mà lại được CPU i3 12100F cùng với card đồ họa 2060 Super và 2 RAM 8GB sẽ giúp bạn chơi Naraka Max Setting. Trong lúc lắp máy, tâm sự một ít với anh em, nhớ lại ngày xưa, điều kiện khó khăn lắm, để có một bữa cơm no đã khó, huống gì có máy tính để chơi và học như bây giờ. Trò chơi hiện đại nhất ngày xưa cũng là con cha, đua xe cáo Mario trên chiếc điện tử băng cũ kỹ, hết đứa này đến đứa khác tranh giành nhau chơi. Giờ thời đại tiến bộ, máy tính cũng tiên tiến hơn, lại chẳng quá đắt đỏ như lúc nó mới xuất hiện nữa. Vậy nên cũng dễ dàng sắm sửa cho mỗi đứa một bộ cùng nhau chiến game mạnh. Vậy bây giờ, anh em cùng mình test game nha. Đầu tiên là Call of Duty Thế chiến thứ 2. Đây là một tựa game nói về đề tài chiến tranh khốc liệt chưa bao giờ hết hot. FPS khi chơi game ở mức setting cao nhất dao động từ 200 đến 250 FPS với CPU hoạt động khoảng 60%, nhiệt độ từ 40 đến 45 độ C, GPU hoạt động khoảng 60%. Tiếp tục là Minecraft Bedrock. Mình đang chơi rất mượt mà ở mức đồ họa cao nhất. Dù là một tựa game được xây dựng trên các không gian pixel, nhưng các hiệu ứng môi trường xung quanh như hiệu ứng nước, ánh nắng, thời tiết được phát họa cực kỳ chân thực, tạo cảm giác tuyệt vời khi trải nghiệm tựa game này. Còn những anh em không chơi game, mình có test hai phần mềm đồ họa là Photoshop và Premiere. Mình test bằng các process khá nặng, máy vẫn hoạt động rất mượt mà và ổn định, không xảy ra tình trạng overload và crash. Vậy là chúng mình đã test xong bộ máy chơi mượt từ game Naraka và các game online hot nhất hiện tại. Nếu thấy thông tin hữu ích, hãy like video, subscribe kênh, ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng mình. Phương Thành Review, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.